Ok nha anh em nha. Bây giờ thì sau cái video anh Evan thì bây giờ Khải được Khải chốt thử Khải hai bộ Evan, đó là dừa tiền vạn, sau đó là reset thêm 500 xu và ăn thêm một bộ Evan tiền xu nữa. Thì đưa xem thử thì Khải hết khoảng quanh. Bộ kia là 7 kim 5, 7 kim 5 với cái bộ này 5 kim là Khải hết khoảng 12 kim 5 đi. Khải hết khoảng 12 kim 5. 12 kim 5 thì được coi Khải thu lại được bao nhiêu. Khải bật cho anh em xem. Đây, 12 kim 5. 12 kim 5 mà Khải thu lại được được rồi. 5 đầu tiên tính nha. Hai cục này tính từ trên xuống dưới nha anh em. Từ trên xuống dưới nha. Hộp quà trung thu này thì cho khoảng 200 xu. Đó. Có thể mở là chiếu dạ 15 ngày, số thố 15 ngày nè. Thủy tinh tinh hồng các kiểu thì 200 xu là khá là hồi vốn rồi. 20 xu, nó lại thị trường 200 xu. Rồi tiếp đến là sắc thời dạng vụ vất. Hai cục hiền chân đơn, hai cục hiền chân đơn này nó dao động khoảng tầm 1 kim. Đó, một cục sẽ 500 xu anh em. Ok, cộng lại sẽ được 1 kim 2. Rồi hai cái pháo tiềm năng anh em. Hai cục pháo tiềm năng. Mỗi cục thì ở tầm này thì nó dao động khoảng 900 xu. 900 xu hai cục thì Khả sẽ cộng với 1 kim 8 là hai cục là được 3 kim. Rồi con ngựa này mấy ngày này? Con ngựa này 10 ngày nha. Con ngựa 10 này khoảng 200 xu. Đó, ấy là tính thôi nha, 200 xu. 3 kim 2. 3 kim 2 rồi, rồi coi bao nhiêu cái lệnh bài boss. 3 kim 2 rồi. 3 kim 2 rồi. 2 4 6 8 10 12 14 16 8 20 22. 22 lượt mày boss. 22 lượt mày boss mà tầm này lượt mày boss khoảng 230 đi. 230 nhân 22 được rồi, 230 nhân 22. 230. 230 một cái này. Nhân cho 22 cái. Thì Khả sẽ thu là được 5 kim 060 xu. Cộng 5 060, Khả sẽ được 8.260 xu. Rồi tiếp tục 5 cái bình thiên thấu lộ này thì khoảng 50 xu. Cộng thêm 50 xu, bình 10 xu thôi. Rồi 7 cái này không yên thua. Cái này không yên thua, cái này giả tạo thôi. Ok, cái này giả tạo vứt luôn. Rồi tiếp đến là nhất kỹ cần hơn phu. Nhất kỹ nha. Nhất kỹ thì cái này thì dao động hiện tại thì khoảng 1 kim. Cộng cho 1 kim là có 9310. Tiếp đến thì cái mật tịch quyển 4. Mật tịch kỹ năng này thì hiện tại server thì nó đang bán khoảng 1 kim 5. Cộng cho 1 kim 5 là 10 kim 810 xu. Đó, ok, đến cái đoạn này là một nửa rương rồi nha. 10 kim 810 xu. Rồi tiểu thành bí kíp, tiểu thành bí kíp tầm này thì 500 xu nè. Là anh vào sẽ được cái skin đó sẽ được 16 kill. Là sẽ được 11 kim 310. Mình tin thủ lộ này khoảng 200 xu. Cộng cho 200 xu. Sẽ được 11 kim 5. Đẹp đấy. Đại lực này không tính, rồi tiếp đến quá tử không tính. Rồi tiếp đến sẽ có 3 cục tinh hồng. 3 cục này thì cộng vào thì khoảng 600 xu nữa. Cục 200 nha, một cục 200. Sẽ thu lại được 12 kim 110 xu. Rồi cái này phong độ vứt. Rồi cái đua top ban hội thiếu nạp. Đua top cá nhân thì 0.6. Rồi 240 cái. Rồi tính cho anh em xem này. Hiện tầm này thì server đã mua 0.6, 0.7. Thì Khải tính giá thấp nhất 0.6 thôi. 240 cái này nhân cho 0.6 sẽ thu lại được 144 xu. Đó, cho 150 xu. Là hiện tại đã có được 12 kim 260 xu. 12 kim 260 xu. Ok. Nói chung là rất là lời luôn em. Nói chung là rất là lời luôn. Rất là lời. Không lỗi gì luôn. Lời được gần 3 tỷ hơn. Lời gần 4 tỷ hơn kinh nghiệm em. Lời gần 4 tỷ hơn kinh nghiệm. Hơn lời 4 tỷ hơn kinh nghiệm. Quá ngon luôn em ơi. Nói chung là Khải bỏ hết khoảng 12 kim 5, 12 kim 6 thôi. Mà Khải thu là được 12 kim 260 xu. Thì tính ra thì Khải tốn tầm 500 xu. Khải tốn tầm 500 xu để Khải lái lại 4 tỷ kinh nghiệm. Quá lời luôn em ơi. Quá lời, quá tuyệt vời. Hello Đen Ngô nha. Hello anh Đen Ngô nha. Ôi, quá tuyệt vời luôn em ơi. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Chúng tôi này quá đẹp. Khải đánh hết lần bài boss đó. Nếu lời anh chúc mừng, lỗ anh donate lại ủng hộ nhé. Ok anh, ok anh. Ok, quá đẹp luôn em ơi.
Ai, quá đẹp. Nói chung là tính qua thì lời được gần 5 tỷ kinh nghiệm anh em, gần 5 tỷ kinh nghiệm. Quá chắc luôn. Ok, đợi Khải đi đợi anh đợi Khải xem đi cập nhật hạng thì nó lên hạng anh em. Quá đẹp luôn. Tốn 12 kim 5 xu thu lại 12260 xu. 240 tầm vài trăm có lại gần 5 tỷ. Quá lời luôn em ơi, quá đẹp, quá đẹp. 4 cục hay 3 cục? Phải thấy 3 cục mà ta. À 4 cục tinh hồng, à vẫn ngon. 4 cục tinh hồng anh em ơi, trời ơi giờ mới thấy. À 4 cục tinh hồng cộng thêm 200 nữa. Ôi hồi vốn, lời 4 tỷ, lời luôn 4 cục. À lời luôn 5 tỷ kinh nghiệm, quá đẹp, không thiếu, không lỗi gì luôn. Lời luôn 5 tỷ Ever, quá đã luôn anh em ơi. Quá đã, quá đã, quá đã. Quá tuyệt vời. Lần này anh quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Quá đã luôn. Đó, nè thấy chưa? Thu lại gần 12 kim 4, gần 12 kim 5 luôn. Rồi ok luôn. Anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho kênh Duy Khải một like, một chia sẻ, cũng như ủng hộ kênh mới một subscribe, đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những buổi livestream từ kênh của Khải nha mọi người. Quá đẹp luôn anh em ơi. Lời được 4 tỷ hơn kinh nghiệm, quá đẹp. Quá đã. Rồi, quá sướng luôn anh em ơi, quá đã, quá đã. Rồi, được rồi. À, đánh luôn hả? À, để em coi thử cái bộ may mắn em thơ thử có ai thơ đánh không, tại vì bộ may mắn em đã bán rồi. Xem bán em đã bán rồi. Rồi, quá đẹp. Giờ xem bán em hôm qua em bán xem bán rồi, em đang ngô rồi. Em bán lại em lỗ gần 1 triệu em bán rồi. Xanh phá quá nên em bán rồi. Ok anh, ok anh đang ngô luôn. Đó, quá đẹp. Còn bộ này nữa. Từ từ tính này. Qua thẻ ép sẵn hai bộ đỡ dành nè. Quá đã, quá đã. Tính ra 4 cục tinh hồng nha. Này nhìn không thấy nè, hơi bị lú nhìn mình cho nó không thấy. Giờ thấy rõ rồi. Ok, cục nhất kỹ nè. Một tập nguyên 4 nè. Hai phong pháo nè. Ok, quá đẹp. Trời, hết chỗ đỡ luôn rồi. Phục viên nè. Bà thí tịch nè. Bài phong độ này, tiếng hút lộ này, 8 tiếng này, đây này, ôi chà, chặt rương luôn rồi, chặt rương rồi, tiểu này, dọn rương nhá sạch em ơi, lỡ bao, đại lực lỡ bao, thư giãn hộp quà, đại lực, đô thức 3, đại lực hòn, trời ơi, đại lực hòn nhiều quá. Rồi ok rồi đấy. Rồi đằng Khải quá nộp bàn ạ. Quá đẹp. Đánh like nó phá nè mọi. Giờ đánh like phá anh đang ngồi. Có đánh thì chắc em cũng thơ. Em đánh riêng làm video thôi chứ giờ. Em like lên là phá mệt lắm anh em. Ok. Phá mệt lắm. Anh em xem video trước anh em thấy không? Khải núp 2-3 giờ sáng Khải đánh mà vẫn bị phá nè. Nên là không thể nào mà sang bớt được. Chứ Khải cũng muốn sang cho anh em xem lắm mà không xem không sang được nè. Chung là khá đáng tiếc nhưng không sang được. Đúng rồi anh em like giùm Khải đi mọi người. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký giùm luôn anh em ơi. Ok. Quá đã. Khải BM thì Khải cho thằng em này cái con ngựa. Rồi anh em xem video tổng event này thì đừng quên cho Khải một like chia sẻ nha em ơi. Nói chung Khải ăn 2 event một lúc thì nói chung là lời được gần hơn 4 tỷ nè. Hơn 4 tỷ hơn á. Tính ra bỏ hết đầu tư hết khoảng 12 kim hơn thôi. Mà thu lại vẫn 12 kim hơn nha. Nên là chỉ không lỗ gì luôn. Lời được 4 tỷ mấy kinh nghiệm nè. Rồi anh em đừng quên cho một like chia sẻ và đăng ký kênh. Nhấn vào chuông để theo dõi những buổi livestream từ kênh mới của Khải cũng như kênh cũ nha anh em. Cảm ơn em rất nhiều. Tiếp tục Khải sẽ hoạt động ban này nọ cho vui nha em ơi.